Gia Lai ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 trong vòng 10 ngày. Gia Lai phân bổ hơn 650 tỷ đồng vốn sự nghiệp thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kế Toán, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công can thiệp tim mạch và đặt 4 stent động mạch vành cho 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cứu sống tính mạng người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ đã điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công cho một bệnh nhân 26 tuổi bị nhồi máu cơ tim và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục tái thông mạch vành. Ông Nguyễn Hữu Quế làm trưởng ban thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. Từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 17 tháng 6, đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Trần Bá Công làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Hơn 110 triệu đồng tặng quà cho thiếu nhi khó khăn huyện Krông Ba. Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang xem bản tin 24 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2023 của báo Gia Lai điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, Gia Lai ghi nhận 47 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 81 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện toàn tỉnh còn 16 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 15 trường hợp cách ly điều trị tại nhà. Trong đó, số bệnh nhân đang điều trị tại tầng 1 là 8 bệnh nhân, tỷ lệ 50%. 6 bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng lâm sàng thể trung bình điều trị tại tầng 2, tỷ lệ 37,5% và 2 bệnh nhân điều trị tại tầng 3, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, tỷ lệ 12,5%. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Cụ thể, tổng kinh phí vốn sự nghiệp cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 554,894 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 504,449 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 50,445 tỷ đồng. Tổng kinh phí vốn phân bổ đợt này là 499,927 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 449,482 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 50,445 tỷ đồng. Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng vốn sự nghiệp phân bổ là 149,420 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 71,815 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 77,605 tỷ đồng. Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần cho địa phương theo nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn của hai chương trình Mục tiêu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành các mục tiêu của hai chương trình mục tiêu quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kế Toán, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công can thiệp tim mạch và đặt 4 stent động mạch vành cho 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim, cứu sống tính mạng người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ đã điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công cho một bệnh nhân 26 tuổi bị nhồi máu cơ tim và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục tái thông mạch vành. Liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà không cần sự giám sát trực tiếp của các bác sĩ tuyến trên đã mang lại niềm tin cho người dân Gia Lai, tiếp thêm sự tự tin cho các y bác sĩ trong việc triển khai một kỹ thuật hoàn toàn mới trong lĩnh vực tim mạch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kế Toán cho biết, 3 ca can thiệp tim mạch vừa qua, trong đó có 2 ca tiến hành hết sức thuận lợi, riêng 1 ca trong quá trình thực hiện rất căng thẳng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm học tập nhiều năm qua đã giúp ekip vượt qua khó khăn, cứu sống tính mạng người bệnh giữa lằn ranh sinh tử. Để phòng nhồi máu cơ tim, mọi người cần có lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao, nói không với thuốc lá, hạn chế rượu bia và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, thực hiện khám kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Khi có các triệu chứng đau nặng ngực, đau giữa ngực, sau xương ức hoặc hơi lệch trái, cảm giác nặng, khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, đảm bảo giờ vàng, tránh nguy cơ tử vong, bác sĩ Toán khuyến cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký quyết định số 540 QĐ-UBND về việc thay đổi trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Quế, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai làm trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, thay cho ông Hồ Phước Thành, Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và ông Nguyễn Hữu Quế, ông Hồ Phước Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 17 tháng 6, đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Trần Bá Công làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo đó, đoàn kiểm tra công tác quản lý chuyên môn, quản lý ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc và trực thuộc sở và giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn, công tác quản lý hồ sơ của tổ nhóm chuyên môn, tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kiểm tra giáo án và tham gia dự giờ tiết dạy ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của giáo viên. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, đặc biệt là diễn biến của dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. Huyện đoàn Krông Ba tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với đoàn từ thiện trẻ tổ chức chương trình Hành trình hạnh phúc, trao quà cho các em học sinh tại điểm trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Buôn Gia Diếp, xã Chư Trăng. Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 300 suất quà, 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập. Đoàn cũng tặng 1.000 quyển sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 cho thư viện trường, tặng 1 chiếc xe lăn và 12 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho các em khuyết tật trong xã. Tổng giá trị toàn bộ chương trình là 110 triệu đồng. Tại chương trình, ban tổ chức còn tổ chức sân chơi với nhiều trò chơi hấp dẫn cho các em học sinh như đập heo đất, đố vui, đổ nước vào chai. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 100 cái chén trị giá 2,5 triệu đồng cho trường mầm non Vành Khuyên, xã Gia Hờ Rê. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai Điện tử. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.